Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Vàng Thành Ngôn TJD. Chủ đề ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến các bạn là có nên mua nhẫn cưới đính đá hay không? Và vì sao có và vì sao không? Thì các bạn theo dõi hết video này để cùng mình đưa ra những nhận định so sánh về nhẫn cưới không đá và nhẫn cưới có đá. Thứ nhất thì mình nói về nhẫn cưới có đá. Nhẫn cưới có đá là nhẫn như thế nào? Thì nhẫn cưới có đá là nhẫn thiết kế được gắn đá lên đó nhiều hay ít thì tùy vào mẫu thiết kế. Đây, như ở đây mình có cặp nhẫn này, cặp nhẫn Long Phụng nè, nó được đính hai viên đá. Bạn thấy không? Đây. Cặp nhẫn này được đính một viên đá. Cặp nhẫn này thì lại đính rất nhiều đá. Thì đối với nhẫn cưới đính đá, ưu điểm của nó đó chính là thiết kế nó rất là đa dạng và rất là nhiều mẫu mã. Cái thứ hai nữa là những viên đá nó cực kỳ bắt mắt. Khi mà những viên đá đó bắt được cái ánh đèn của trong nhà thì nó sẽ phản chiếu lại rất là mạnh. Nên là khi mà nhẫn mặt được đính đá càng nhiều thì cực kỳ bắt mắt vào ban đêm. Là dưới ánh đèn của đèn nè, ánh đèn mờ mờ, ánh đèn vàng nè, là cực kỳ phản chiếu. Đặc điểm tiếp theo nữa chính là những cái cặp nhẫn mà đính đá thì nhìn nó sẽ rất là trẻ trung. Còn về cái điểm yếu của nhẫn đính đá thì đối với nhẫn đính đá bình thường thì sẽ rất là dễ rơi hẹp, nhưng mà cũng phải tùy vào thiết kế. Thì như cặp nhẫn ban đầu mình đưa đây là cháu, các bạn nhìn thấy cháu đó không? Trừ khi nào mà va chạm mạnh dữ lắm thì nó mới rớt được cái hộp này, bởi vì cháu của nó là cháu bao đó. Nó sẽ bao một cái viền tròn xung quanh cái hộp đó nên là cực kỳ khó rớt. Tiếp theo là cái nhẫn này, thì những cái mẫu như vậy nè, các bạn có thể nhìn thấy cái cháu của nó nè đó, những cái cháu như vậy. Đối với hộp bình thường nha, là hộp không phải kim cương á, thì nó cũng tùy vào tay nghề của thợ, nhưng đa phần mình thấy là nó rất là dễ rớt. Không phải là dễ cái kiểu là mang lên là rớt, nhưng mà dễ ở đây có nghĩa là khi mà các bạn va chạm cầm nắm vô tình nó làm cái chấu hộp nó bị lỏng thì nó sẽ rớt cái hộp đó liền. Cái thứ ba là đối với những nhẫn đánh đá thì sau một thời gian các bạn đeo, các bạn phải bảo dưỡng, có nghĩa là các bạn phải làm mới nó lại thì nó những viên đá nó mới sáng. Khi mà để các bạn đeo lâu á, thì ở dưới cái đáy hộp nè, ở dưới cái đáy hộp trong đây nè, lấy ở dưới cái đáy hộp trong đây nè, đó, cái đáy hộp nó sẽ bám đất, bám dơ ở trong này sau một thời gian mình đeo. Đây, cái điểm này là cái đáy hộp. Vì vậy mà đối với nhẫn cưới mà đính hộp á, thì khi các bạn làm rơi hộp thì chắc chắn nó sẽ, cái thẩm mỹ nó sẽ không còn. Thì như vậy mình sẽ lại mất thời gian đi ra cửa hàng gắn đá. Nhưng mà những cái đá mà không quý như không phải kim cương á, thì các bạn có thể gắn đá miễn phí. Còn về mà nhẫn cưới mà có đính kim cương á, thì các bạn yên tâm là sẽ rất là khó rớt. Tại vì cái chấu hộp họ làm rất là kỹ và rất là dày. Khó rớt thôi nha các bạn, chứ không phải là không rớt nha. Thì nhưng khi mà va chạm mạnh thì cái chấu hộp cho dù dày cỡ nào thì nó vướng thì nó vẫn bị toát ra và làm rớt cái hộp. Nên là cái điểm yếu của nhẫn có hộp là nó sẽ có nguy cơ bị rớt hộp. Nhưng mà bù lại thì mình được cái thiết kế gọi là trẻ trung, nhiều thiết kế hơn và làm cho cái cặp nhẫn của mình nó được bắt mắt hơn và nó có điểm nhấn trên chiếc nhẫn. Còn về nhẫn mà không hộp á, thì mình nói thật sự là nó rất là cực kỳ đơn giản và cực kỳ ít thiết kế, cực kỳ ít mẫu. Nó chỉ một là nó làm trơn, hai là móc máy, đơn giản vậy thôi. Thì ở đây mình có một cặp nè, đó, nó trơn vậy thôi nè, rồi nó khắc hình này hình kia lên đó. Thì nhìn khi mà đeo lên tay nó sẽ không có cái điểm nhấn nào trên tay hết, nhưng mà khi các bạn đeo hộp á thì chắc chắn nó sẽ có điểm nhấn, chính là cái hộp đó, và đèn chiếu vào là nó sẽ chiếu liền. Và ưu điểm của nhẫn không hộp á thì các bạn đeo nó bền nè, không phải bền có nghĩa là nó không phải bị rớt hộp, mình không cần phải bảo dưỡng nhiều.
À, cái thứ hai nữa là lâu bị cũ. Lâu bị cũ ở đây có nghĩa là nó không bị bám bụi trên, như là những cái nhẫn hộp là nó bám ở dưới đáy cái hộp đó làm cho cái hộp nó mờ, thì ở đây nó không có gì để bám lên hết, và nó chỉ phai màu dần dần thôi. Nó chỉ màu nó chỉ cũ dần dần đi thôi. Và mình muốn thì mình chỉ cần đi ra làm mới, nhưng mà thời gian để làm mới và bảo dưỡng nó đỡ tốn thời gian của mình hơn. Đây trên đây mình còn một cặp nhẫn không hộp đó, các bạn có thể nhìn thấy những cái cặp nhẫn mà không có hộp đó, nó rất là đơn giản. Nhìn khi mà đeo lên tay thì nó sẽ không có cái điểm nhấn nào trên tay mình hết á. Đây mình sẽ so sánh giữa cặp nhẫn có hộp và không hộp cho các bạn xem nè. Bên đây là có hộp nè, bên đây là không hộp nè. Các bạn khi các bạn nhìn vô nè, thấy không? Cái nhẫn hộp lúc nào nó cũng sẽ có cái điểm nhấn trên cặp nhẫn hết á. Và mình đeo lên tay mình thì chính cái hộp đó chính là điểm nhấn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Mình hy vọng là qua video này sẽ giúp được các bạn lựa chọn được cặp nhẫn ưng ý cho ngày cưới của mình. Các bạn đừng quên chia sẻ và bấm theo dõi kênh của Vàng Thành Ngôn để nhận thêm nhiều video bổ ích nha các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.